Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Góc nhìn HTV. Thưa quý vị, không thể phủ nhận tiềm lực khoa học công nghệ của quốc gia đã đạt được nhiều tiến độ. Năng suất lao động cải thiện rõ nét, chỉ số đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFB tăng cao. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng. Và về xếp hạng đổi mới sáng tạo của Việt Nam so với thế giới năm 2022, Việt Nam xếp hạng 48 trên 132 quốc gia, đứng thứ 2 sau Ấn Độ. Xếp thứ 10 trên 17 nền kinh tế ở Đông Nam Á. Và theo báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Quibo, thì Việt Nam có kết quả xếp hạng ấn tượng ở trụ cột về thể chế và sản phẩm sáng tạo, tăng 32 bậc, từ thứ hạng 83 lên 51. Ba nhóm chỉ số trong trụ cột này đều có sự tăng hạng. Môi trường kinh doanh xếp hạng 30 tăng 71 bậc, môi trường chính trị xếp hạng 50 tăng 8 bậc, môi trường pháp lý xếp hạng số 96, tức là tăng 2 bậc. Và thưa quý vị, khoảng 10 năm trước đây thì kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước. Đến nay, đầu tư cho khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước và từ doanh nghiệp đã tương đối cân bằng, với tỷ lệ tương ứng là 52% và 48%. Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã tiên phong trong đầu tư ứng dụng khoa học và công nghệ. Nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ đã phát triển lên một tầm cao mới về năng lực và trình độ nghiên cứu, đóng góp ngày càng hiệu quả hơn cho phát triển kinh tế xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Các công nghệ chủ chốt của cách mạng công nghiệp 4.0 được ứng dụng sâu rộng hơn trong các chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, cũng cần nhìn nhận rằng trình độ khoa học và công nghệ của nước ta có khoảng cách đáng kể so với các nước nhóm đầu khu vực Đông Nam Á và còn tồn tại những hạn chế, rào cản cần tiếp tục vượt qua trong giai đoạn tới. Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trải qua gần 15 năm hoạt động tự chủ, là nơi thu hút nhân tài trong lĩnh vực học thuật, đóng góp lớn vào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, đào tạo đội ngũ chất lượng cao. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp, bất chấp khó khăn những ngày đầu với cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm còn thiếu thốn, đã miệt mài nghiên cứu và thành công liên tiếp với các sáng chế trong lĩnh vực y sinh. Dự định lớn lao, chị và các cộng sự theo đuổi chính là nghiên cứu một loại keo vạn năng, có thể tái tạo tế bào, nuôi cấy tim gan thận. Một cái nghiên cứu mà rất là nhiều cái doanh nghiệp họ đến họ làm việc với mình, đó là cái đề tài keo sinh học mà mình có lãnh giải thưởng quốc tế. Thì họ nhìn thấy được cái tiềm năng của nó để có thể gọi là đưa ra cái thị trường. Tuy nhiên đó là bây giờ cái việc chuyển giao từ cái trường đi qua nó như thế nào và thẩm định cái giá trị nó ra làm sao thì cũng chưa có cái hướng dẫn rõ ràng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, bậc thầy về lĩnh vực tái biệt hóa tế bào, từ bỏ vị trí giáo sư tại Hàn Quốc 10 năm trước để về Việt Nam giảng dạy và nghiên cứu. Chúng tôi cũng đã được đầu tư bước đầu những phòng thí nghiệm có thể chuyển giao những cái công nghệ hiện đại của thế giới cho thế hệ sinh viên để phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên chúng tôi vẫn còn những phòng thí nghiệm không có đủ tiền để trường đầu tư, thì chúng tôi cũng mong rằng khi tự chủ đại học, trước đây nhà nước đầu tư 100%, thì hiện nay thì nhà nước đã không trả lương cho nhân viên của trường chúng tôi, thì nên giữ cái phần đó để chuyển thành máy móc, chuyển thành phòng thí nghiệm. Nếu được như vậy thì chúng ta mới có được một cái thế hệ trẻ, một cái thế hệ xây dựng đất nước đủ kiến thức, đủ tầm. Tiến sĩ Lê Minh Thông trở về nước được 5 năm sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ tại Hàn Quốc. Trong 5 năm đó, anh đã có nhiều công trình nghiên cứu cấp tỉnh, thành phố, công trình cấp nhà nước. Cái ứng dụng của công nghệ sinh học hiện nay thiếu sự đầu tư của từ cái khu vực tư nhân. Đặc biệt là hiện nay là cái nguồn lực chính vẫn là khu vực nhà nước. Vì đầu tư nó rất là tốn kém về máy móc, trang thiết bị cũng như là hóa chất. Là nếu mà khu vực tư nhân mà có thể đóng góp, nhận ra cái ứng dụng và cái lợi ích to lớn của nó, có thể đóng góp nhiều hơn, thì tôi nghĩ là công nghệ sinh học, tất cả các vấn đề nó có thể được khắc phục. Có thể nói, mỗi một công trình nghiên cứu là một sản phẩm trí tuệ. Nhưng sự thật, nghiên cứu chỉ mới là bước đầu tiên, quan trọng nhất trong hành trình phát triển khoa học công nghệ của một thành phố hay một quốc gia. Ví dụ như công trình nghiên cứu cấp tỉnh về giống dừa nước có thể chịu mặn này. Chúng tôi đã chờ đợi nhiều năm để được ghi nhận sự vui mừng của bà con Bến Tre khi có được một giải pháp để trồng trọt trên đất bị nhiễm mặn. Tuy nhiên,
công trình vẫn nằm yên ở đây, chưa thể nghiệm thu do vướng các cơ chế. Tâm huyết của các nhà khoa học với sự phát triển của đất nước thể hiện qua các công trình dày công nghiên cứu. Nhưng làm sao để trí tuệ ấy biến thành vũ khí, thúc đẩy cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thì vẫn còn là một câu chuyện dài. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung những nhà khoa học hàng đầu của thành phố và dĩ nhiên đội ngũ này cũng đảm nhận những nhiệm vụ trọng yếu trong nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự phát triển của thành phố. Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, ngành khoa học và công nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng